muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Ya ni ta pu ta ni sama ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa pu ta su ma na pa wan tu a pho bi sa ka chang tu nam tu pa si tang ta ma hi pu ta ni sa me ta sam be me tang ka ro ta ma no ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa ling ta ma hi ne pamata yang kinh chi vi tăng vi ta wa hu rang wa sang ge su wa yang rata ba ni tăng na no ta ti ta ha nay tăng vi bồ tề rata năng ba ni tăng khai te na sa che na su wa ti ho tu ca yang vi ra gan nam tăng ba ni tăng ya da cha ga sa ya mu ni samahito te tham me na samati kinh chi đăng vi tham me ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu yang bu ta se tho ba ri wan na di su chin samati ma samadhi na te na samo na ve cha ti dam vi tham me ra ta năng ba ni tăng e te sa che na so wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nay ya su ga ta sa wa ka e te su din na ni ha pha la ni đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su va ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa đan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa ye na su vắc thi ho tu ya tinh đắc thi lô ba ta vinh si tô si ya cha tô phi hoa tê phi a sam ba cam bi yô ta thu ba mang so kri yang wa da mi yo ariya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa kê na su vắc thi ho tu ye ariya sa cha ni vi pha hoa yan ti gam pi ra banh ye na su đê si ta ni kinh cha bi tê hon ti phu sa ba ma ta na tê pha quang a che na so wa ti ho tu kinh cha bi so mang ca ro ba ba căn ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba sa sa wo ta i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tăng ge gim ha na ma se ta tam ma min gim he ta thu ba mang tham ba wa rang a de sa di ni ba na
paramang hita yai đam ni buộc thế ra ta năng bà ni tăng ê tê na sát chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro anuttaro tham ma wa ran ati sa yi đam ni buộc thế ra ta năng bà ni tăng ê tê na sát chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chiết ta ya ti ke pa quat min đây khi na bi cha vi run ha gan da ni pan ta thi ra ya tha yam ba di bo i đam mi sang khe ra ta năng ba di tăng e te na sát chế tu wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni ta ma ga ta ni kum ma ni wa ya ni wa an ta li ke ta tha ga tang de wa ma nu sa bu chi tang bu tang na ma sa ma tu wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni ta ma ga ta ni kum ma ni wa ya ni wa an ta li ke ta tha ga tang de wa ma nu sa bu chi tăng tham mang a ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta le ke ta tha ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng sang kang na ma sa ma su wa ti ho tu chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã tập nơi đây mong khơi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù vua một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chân pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh.
bậc cái chính niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ. Chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly tánh đê, được đứng Gô Ta Ma kheo tiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư. Bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần dù thổ tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lời in chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc cái chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu
toàn muôn cung. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính đại lễ chư Tôn Đức Thần chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày thứ tư, 20 tháng 5, năm 2020, Phật lịch 2064. Chúng ta lại có thêm một ngày nữa trong chương trình tu học đặc biệt của thời đại dịch Corona. Thưa quý vị, sự lây nhiễm trên thế giới đang có sự tăng giảm giữa nỗ lực có hiệu quả và sự mở cửa để tạo nên sự đe dọa mới. Ở tại Pháp và Iran hôm nay thì con số lây nhiễm lại gia tăng mạnh khi mà người ta bắt đầu mở cửa. Có lẽ trong vài ngày nữa thì ở tại Hoa Kỳ cũng có nhiều nơi sẽ tiếp tục ghi nhận trường hợp sự mở cửa mang lại con số tăng tốc nhanh chóng như trường hợp ở Texas. Cuộc sống nó cũng giống như là những con số mà chúng ta đọc hàng ngày, có lên có xuống, có tăng có giảm, và đôi khi làm sự chọn lựa không có dễ dàng. Tại đất nước Hoa Kỳ ngày hôm nay thì tất cả các tiểu bang đều có cái khuynh hướng là mở cửa bất kể cái hệ quả như thế nào, bởi vì việc mở cửa được các nhà chính trị thấy rằng nếu dân chúng bị cách ly quá lâu và nền kinh tế có thể dẫn đến sụp đổ thì ảnh hưởng tai hại rất nhiều thứ, kể cả lá phiếu bầu cho những viên chức đang cầm quyền.
Tuy nhiên nếu sự mở cửa là cái quyền vọng chung của dân chúng, và nếu đại dịch bị bùng phát và sự lây nhiễm trở lại một cách mạnh mẽ, thì dân chúng sẽ thấy rằng đó là sự lựa chọn của dân chúng chứ không phải của chính. Kể ra thì sự việc nó không đơn giản, hoàn toàn không đơn giản ở trong giai đoạn này. Người ta lấy những yếu tố khoa học và chính trị, người ta lấy yếu tố thực tế và cái sự khao khát mong mỏi của quần chúng để làm cộng trừ nhân chia, rồi cuối cùng cũng phải có một quyết định. Cho đến giờ này thì tình trạng kiểm soát dịch bệnh không có khá hơn trên thế giới. Ở con số hơn 4 triệu người bị lây nhiễm, đó là một con số lớn của một đại dịch. Và ở tại Hoa Kỳ vẫn là một trung tâm dịch đứng hàng đầu, theo sau đó là Nga, một quốc gia mà 4 tuần lễ trước đây vẫn cảm thấy tự hào rằng họ đã kiểm soát được dịch bệnh. Bây giờ con số tăng tốc trở nên chóng mặt. Thưa quý vị, chúng ta cũng trở lại với lời dạy của Lão Chân Cha giữa một thế giới biến động, một thế giới mà đòi hỏi chúng ta làm rất nhiều quyết định, và thường khi không có quyết định nào mà làm cho người ta an tâm hoàn toàn, nhập cuộc hay là bỏ cuộc, tăng hay là giảm, cách ly hay là không cách ly, nó tạo nên muôn ngàn những cái gút mắt khó nghĩ, khó quyết định. Điều mà cả anh Cha nói tại đây là chúng ta phải đặt ưu tiên. Ưu tiên của chúng ta là gì giữa những sự lựa chọn có phần khó khăn? Trước khi đi vào pháp thoại hôm nay thì xin tất cả lắng tâm thanh tịnh, chúng ta lễ bảo, và sau đó thì sẽ đi vào nội dung. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ kính trân sự tọa minh hạnh, bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cuộc sống ở mỗi một giai đoạn, mỗi một hoàn cảnh, khi chúng ta làm quyết định thì luôn luôn có những điểm thuận, điểm nghịch, điểm mạnh, điểm yếu, có cái được và cái không được. Nếu ví dụ như là đời sống xuất gia, nếu chúng ta sống trong một hoàn cảnh nào đó
ở trong một giai đoạn nào đó, vì các ái ly thân, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, là một hình ảnh rất đẹp, được ca ngợi. Nhưng mà rồi ở một hoàn cảnh khác thì nó tạo nên những cái phản ứng gay gắt. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, khi mà Phật giáo được phổ cập trong dân gian, rất là nhiều chuyện gia nam tử đi xuất gia. Và do vậy những gia đình mà có những người con rời nhà để đi tu, họ trở nên bất mãn, thậm chí đến họ thoá mạ Đức Phật. Khi đạo Phật truyền sang Trung Hoa thì người Trung Hoa với cái quan niệm gia đình của Khổng Mạnh đã đặc biệt chỉ trích Phật giáo là một tôn giáo chủ trương từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Ở trong lịch sử cận đại và đương đại của đất nước Việt Nam cũng vậy, người ta luôn luôn có những khủng hoảng chống đối lẫn nhau về việc bài cổ nghinh tân, hay là sống lạc hậu, hoặc là sống vọng ngoại. Có những người ưa thích nền khoa học tân tiến chạy theo Âu Mỹ, có những người ưa chuộng đạo lý Khổng Mạnh hiện cái gì truyền thống. Thật ra thì tất cả đều tạo nên một cái sự khủng hoảng, khủng hoảng sâu xa của tâm thức, rất khó để tìm ra một cái sự chọn lựa. Một sự chọn lựa đó hoàn toàn là được chấp nhận từ mọi phe phía. Ngày hôm nay thưa quý vị, đài Fox News, một cái hệ thống rất là bảo thủ, truyền thông rất là bảo thủ, như là tiếng nói của Đảng Cộng Hòa. Và vài tháng trước thì Fox News là một cái hệ thống mà người ta xem rằng cái tin tức về dịch bệnh corona là một tin vịt, là một cái đòn tuyên truyền của Đảng Dân Chủ và của giới truyền thông để nhằm hạ bệ Tổng thống Donald Trump. Và liên tục thì Fox News chỉ trích rất là nhiều điều. Nhưng mà hôm nay thì đài Fox News lại có một cái bản tin gửi đi, là theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì khẩu trang, mang khẩu trang giúp giảm thiểu 75% sự lây nhiễm. Ở Mỹ thì chúng ta được biết rằng người ta nói chuyện gì thì cũng có những cuộc thăm dò hay nghiên cứu hết. Và chờ cho đến khi mà cả 1,5 triệu người Mỹ bị lây nhiễm thì bây giờ người ta mới nói rằng ở khẩu trang là có, mang khẩu trang là có cái kết quả tốt, thì kể ra cũng quá trễ. Nhưng mà điều này cũng cho chúng ta thấy rằng ở trong mọi lúc mọi nơi, quan niệm là quan niệm, quan điểm là quan điểm, nó luôn luôn như vậy. Trong lúc mà 2-3 tháng trước, khi mà cả thế giới đang bắt đầu lo lắng về khẩu trang, thì ở tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ, người ta phủ nhận là khẩu trang không có giúp gì nhiều. Và nhưng mà bên cạnh đó thì càng ngày khẩu trang trở thành một thứ mà mọi người săn lùng đi tìm mua. Bây giờ thì người ta mới nói rằng khẩu trang có cái lợi ích thật sự. Kể ra thì chúng ta thấy rằng sự kiện đó nó đều dựa trên quan niệm, dựa trên cái nhìn. Dù sao đi nữa thì mỗi con người chúng ta là phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Hoàn cảnh ở bên ngoài, lời nói của người này, lời đồn của người kia, và kể cả truyền thông báo chí của chính quyền, nó chỉ là những thông tin nhất thời, mà quyết định là ở mỗi chúng ta. Thì trong cái tinh thần mà buông xả mà Ngài Trên Trang ngày đề cập đến, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nghe một số các giai thoại. Mà những giai thoại đó, đó trong 10 cái câu nói của Ngài, thật ra đây là phần lớn là những giai thoại ngắn. Những giai thoại này cho chúng ta thấy một sự việc là chúng ta phải có cái cơ sở riêng của mình, để từ cái cơ sở đó đặt để cái nền tảng của cái nhìn là mình phải quyết định như thế nào. Cũng sự việc đó nó không đúng với một nhà sư, nhưng nó đúng với cơ chế cầm quyền. Có khi nó đúng với cơ chế cầm quyền nhưng lại không đúng từ cái quan điểm của nhà sư. Và không nhất thiết rằng
cái gì là đúng của một bên là đúng cho tất cả. Đây là những điều mà chúng ta phải đọc thật kỹ. Thì bây giờ thì chúng ta hãy đi vào những câu nói ngày này của Ngài Chân Cha, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với pháp thoại. Không biết hôm nay vị nào sẽ đọc cho bài học thì xin quý vị Quang Hiển cho biết. Dạ, quý vị có còn nghe được không? Dạ, mời cô Lâm Trần Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả Sa Thú Lành Thầy, chúng con kính tri ân Tòa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc phần pháp thoại. Quán chiếu, trích từ Chẳng Có Ai Cả, Nô Achan Cha. Vâng, do Ngài Achan Cha viết và Tỳ Khưu Khánh Hỷ chuyển dịch. Hãy xả bỏ tất cả. Tiếp theo từ câu 11 đến câu 20. 11. Một số người chỉ do đức tin mà trở thành nhà sư, nhưng lại gặp khó khăn trong khi sống trong giáo pháp, thực hành giáo pháp. Họ không hiểu rõ chính mình. Hiện nay, rất ít người thật sự thực hành giáo pháp vì có quá nhiều chướng ngại phải vượt qua. Nhưng nếu chúng không tốt, hãy để cho chúng chết. Nếu chúng không chết, hãy làm cho chúng tốt. 12. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu 100%. Được, hãy cơ thể người ấy ra để xem thử bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn quá thương nhớ khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn không bảo cô ta gửi cho bạn một bô phân của cô ta? Mỗi khi bạn nhớ cô ta, thì hãy dở bô phân ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy. Cái gì làm cho tim bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng, bạn phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ? 13. Một hôm, Achan Cha muốn dọn một khúc cây lớn bị gãy và đang nằm choáng đường. Achan Cha cùng người học trò, mỗi người một đầu, khiêng khúc cây vất đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Achan Cha hỏi, nặng không? Sau khi đã vất khúc cây vào bên đường, Achan Cha hỏi, bây giờ có còn nặng không? Đó là cách mà Achan Cha dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hàng ngày. Trong trường hợp này, Achan Cha chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. 14. Một người học trò của Achan Cha trong lúc rút dây cắm máy thu băng ra khỏi ổ điện, sơ ý nắm vào chốt điện và bị giật nên vội vàng buông bỏ dây ra. Achan Cha không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói, ồ, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? 15. Một số nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ Giáng sinh Thiên giáo. Achan Cha giải thích, thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau. Tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó, thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp, đều là lối thực hành đúng. Có thể gọi đây là ngày gì cũng được. Tại sao không thể gọi đây là ngày Thiên Chúa Phật Pháp? Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa Giáo. Và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ mọi luyến ái dính mắc vào những sự định chế của thế gian để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. 16. Trong thời gian người Lào và Campuchia đổ xô vào Thái Lan tị nạn,
nhiều cơ quan từ thiện tổ chức thăm viếng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây Phương cảm thấy ái ngại khi ngồi trong rừng hành thiền, trong khi các tổ chức tôn giáo khác đang hăng hái làm việc. Họ bèn đến gặp Ajahn Chah để tỏ mối quan tâm của mình. Ajahn Chah nói, giúp đỡ mọi người trong các trại tị nạn là việc làm tốt đẹp, đó là bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tị nạn để phân phát quần áo chăn mền, nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác, thì thế gian này vẫn còn người tị nạn. 17. Sau khi lắng nghe một đệ tử đọc tâm kinh Bát Nhã, Ajahn Chah nói, không có không, cũng không có Bồ Tát. Rồi hỏi tiếp, kinh này từ đâu đến? Người học trò trả lời, thưa thầy, theo con nghĩ thì do Đức Phật thuyết. Ajahn Chah nói, không có Phật. Kinh này nói về trí tuệ thâm sâu, vượt mọi điều kiện của thế gian. Nhưng nếu không dùng những điều kiện của thế gian, làm sao mà nói đây? Có phải thế không? 18. Muốn trở thành thánh nhân, ta phải thay đổi cho đến khi chỉ còn cái thân trơ. Tâm hoàn toàn đổi thay, nhưng thân dường như luôn luôn có mặt, vẫn nóng lạnh đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng, nhờ tâm đã biến đổi, nên nó nhìn sinh, già, đau, chết dưới ánh sáng chân lý. 19. Có người hỏi Ajahn Chah về sự giác ngộ. Ajahn Chah trả lời, giác ngộ chẳng có gì khó hiểu. Chỉ lột vỏ chuối ra bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc 8 tuổi và trở thành một nhà sư đã hơn 40 năm. Còn bạn thì chỉ muốn hành thiền một hai đêm thôi để đi thẳng đến Niết Bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay. Bạn không cần phải hoàn toàn đắc đạo mới có thể hướng dẫn người khác. Chỉ cần thành thật với họ và nói cho họ những gì bạn biết từ chính tâm bạn. Hãy nói cho người ta biết những gì trong khả năng của bạn. Đừng giả vờ như có thể nhấc được tảng đá to, trong khi bạn chỉ có thể nhấc tảng đá nhỏ. Người ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu biết bạn đang thực hành và đang làm việc. Thế rồi, cuối cùng, bạn có thể nhấc được tảng đá to. 20. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng để được đền đáp trở lại. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm mà không cần sự đền đáp. Tuy nhiên, nếu chẳng muốn gì cả, thì sẽ được cái gì? Chẳng được gì cả. Những gì chúng ta có được chỉ là nguyên nhân của sự đau khổ mà thôi. Như vậy, thực hành để chẳng được gì cả, nhưng tâm bình an tĩnh lặng là được rồi. Bạn phát thoại đến đây để tạm chấm dứt. Chúng con cũng tỉnh tuệ đến đẳng từ khi trở lại một thời gian. Cảm ơn cô Lan Trà Quyệt. Kính bạch chư công đức và chư vị Phật tử. Cuộc chứa đựng rất là nhiều điều để suy nghĩ. Hoặc giả là chúng ta suy nghĩ theo cách bản năng là không ngừng suy nghĩ gì hết, chỉ nghĩ theo cái ý muốn, theo thói quen.
Nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ bằng trí tuệ. Ngài Chân Cha thì Ngài đặc biệt nhắc chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể suy nghĩ một cách khác hơn từ một góc cạnh, và khả dĩ chúng ta nhìn vấn đề khác với cái thói quen. Trong những câu mà chúng ta vừa được nghe, phần lớn là những giai thoại. Ngài dạy trong câu số 11 đó, ở đó có một điều nghĩ là đa số chúng ta đến với Phật Pháp vì đức và dừng lại ở tại đó. Đức tin có nghĩa là mình sinh ra trong một gia đình Phật tử, mình thấy mọi người tin Phật, ai tin thì mình cũng tin theo, nhưng mà mình không hiểu giáo Pháp. Đó là trường hợp xảy ra với phần đông chúng ta. Và khi chúng ta không hiểu được giáo Pháp, thì thứ gì sớm muộn gì chúng ta cũng chán nản và cũng rời bỏ. Chúng ta nhớ sau năm 75 thì có một cái phong trào của các vị ở Sài Gòn là vì hoàn cảnh đất nước bây giờ trở nên rất khó khăn. Không phải trong chùa khó khăn không, mà tất cả mọi tầng lớp dân chúng đều khó khăn. Và bây giờ thì người ta thường nói đến kinh tế tự túc. Kinh tế tự túc là gì? Là đi tìm một cái miếng đất, một miếng ruộng nào đó, rồi Chư Tăng và Phật tử cùng nhau, đặc biệt ở các chùa thì Chư Tăng cùng nhau xuống để canh tác. Và do sự canh tác nên có quê lợi và nuôi con chùa. Và hầu như nó trở thành một phong trào, ai cũng nghĩ rằng chuyện đó tốt. Bây giờ Phật tử nghèo quá không cúng được, cả đất nước nghèo quá thì đi kinh tế tự túc thôi. Nhưng mà thực tế thưa quý vị, đi tìm một miếng đất thì đã là một vấn đề. Có rất nhiều người Phật tử giúp cho các ngôi chùa mua được những miếng đất. Nhưng mà rồi Chư Tăng vốn không quen canh tác, đổ tiền vào trong đó chạy lên chạy xuống, và kết quả là phần lớn các ngôi chùa bị mất mát rất là nhiều. Mất mát về vốn liếng cũng như đất đai. Cuối cùng không làm gì được thì bỏ đất trở về thành. Chúng tôi nói chuyện đó rất là đơn giản là bởi vì một cái người lớn lên ở thành phố không có quen với chuyện cày, chuyện cuốc. Một miếng đất hoang mà biến thành một khu vườn, hay một khu vườn, một thửa ruộng mà biến thành ruộng lúa, nó đã không đơn giản. Mà ngay cả khi mình trồng trọt, có được lúa gạo, có được hoa màu mà đem đi bán, thì nó cũng lại là vấn đề. Tại ở Việt Nam lúc đó, đó hạt giống phân bón thì mua giá chợ đen, mà đem ra thị trường bán thì phải bán giá chính thức. Và nếu bán ở bên ngoài thì di chuyển rất là khó khăn, bị bắt bớ đủ điều. Thì cuối cùng rất là nhiều người bỏ cuộc, bởi vì gọi là kinh tế tự túc, nhưng mà rồi lại không làm được. Cái chuyện mà mình tin là một lẽ, mà cái chuyện mà mình làm được hay không, nó là một chuyện hoàn toàn khác. Rất khác chứ quý vị. Ở đây Ngài Chân Cha Ngài nói về trường hợp của rất nhiều người phát tâm xuất gia vì đức tin. Cái niềm tin ban đầu đó là một niềm tin thôi. Và chúng ta hiểu niềm tin là niềm tin. Mình tin là tại vì mình thấy người khác, nhiều người tin theo.
tin là vì có một vị thầy thuyết pháp hay, hay là có vị hòa thượng có đức độ rồi mình tin theo. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi, đối diện với những khó khăn, những khó khăn với chính mình, những khó khăn để kéo dài đời sống tu học tập, thì lúc đó mới thấy rằng đức tin không đủ. Mà vị đó phải thấy được giáo pháp, và phải được huấn luyện tốt để thấy giáo pháp. Ở Thái Lan, thưa quý vị, có gần 400.000 vị tỳ kheo. Lúc chúng tôi ở bên đó và có hơn 33.000 ngôi chùa. 33.000 ngôi chùa rất là lớn, tại vì làng nào cũng có chùa hết. Nhưng mà như vậy, đời sống vị tu sĩ nếu vào trong chùa, chỉ đi khất thực, có cơm ăn, thì chuyện đó không khó. Vị tu sĩ vào trong chùa, có am thất ở, chuyện đó không khó. Vị tu sĩ vào trong chùa mà chỉ học thuộc kinh rồi tụng kinh mỗi ngày, chuyện đó cũng không khó. Nhưng bên cạnh những thứ đó, đó kéo dài kiếp sống giản dị chỉ ở trong âm thất thôi, thì thật ra nó không dễ dàng nếu chúng ta không tìm thấy được một ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vì Ngài đặc biệt mới nói rằng cái chuyện mà xuất gia bằng đức tin thì dễ, nhưng mà kéo dài để mà duy trì sống, mà sống có một cái thực chất, sống có ý nghĩa, sống tìm thấy một cái giá trị để mà có thể sống lâu dài, nó lại là hoàn toàn là một chuyện khác. Ở trong câu số 12 thì Ngài đưa ra một hình ảnh ngược lại, đó là chúng ta tha thiết ở thế gian. Nhiều khi mình vào trong chùa, mình thấy rằng cái cuộc sống trong chùa đến một mức độ nào đó, sống 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi không có gì để tha thiết, thì bây giờ cái tâm lại hướng ra bên cái tâm phàm phu tự nhiên. Như vậy người ta lại nghĩ đến tình yêu, người ta lại nghĩ đến những cái vị ngọt của đời sống. Nhưng mà rồi cái vị ngọt của đời sống đó, nó chỉ là cái nhìn một chiều, hoàn toàn là một chiều, chứ người ta chưa nghĩ là bao nhiêu cái hệ lụy nó quay xung quanh những thứ đó. Ở bên này thì chúng ta ít thấy, nhưng mà chúng tôi sống ở bên Thái Lan ấy, trong 2 năm đó, thì người Thái Lan họ tu bằng phong tục rất là nhiều. Và một số người vào xuất gia rồi họ hoàn tục ra đời, rồi sau đó họ trở lại làm những người cư sĩ đi chùa, thỉnh thoảng nói chuyện với họ. Thì thưa quý vị, đây là cái cảm nhận của chúng tôi chung, là những vị mà họ trở ra ngoài đời đó, họ vào gặp chúng tôi thì họ hay nói rằng họ rất là quý và rất là tiếc về cái thời kỳ sống ở trong chùa. Rồi chúng tôi thử hỏi họ là sống ở trong chùa tiếc cái gì, thì họ nói rằng sự an lạc thanh thản, thí dụ như là không lo cơm áo gạo tiền, rồi không phải lo cái chuyện đụng chạm người này, va chạm người kia, rồi không có bổn phận trách nhiệm đối với những chuyện nhỏ nhặt, và chỉ có tụng kinh, rồi chỉ có một cái đời sống tu tập thật rất là an lạc. Nhưng mà thật sự lúc đó thì nó lại trễ rồi. Dạ, trễ. Khi mà một vị mà họ nghĩ đến cái chuyện họ tha thiết chuyện bên ngoài, thì thưa vị, đa phần đó là người ta chỉ thấy được có một chuyện, một phương diện phiến thôi, cũng như là một người mà nhìn thấy một cái cô gái đẹp mà đem lòng yêu thương, chỉ đơn giản là chỉ thương cái mùi nước hoa hay thương cái mái tóc, mà nó còn có bao nhiêu vấn đề khác mà người ta không thấy được. Thật ra ở đây Ngài Ajahn, ngài nói mà chúng ta nghe cũng hơi kỳ, sao mà Ngài đưa ra những hình ảnh, mà những hình ảnh đôi khi mà chúng ta rất là ngại để nhắc đến. Nhưng mà quả thực đối với Ngài thì chuyện đó là chuyện cụ thể, rất là cụ thể. Con người thì nó có nhiều cái quế trực, và thứ chúng ta nhìn phía trên quế trực thì chúng thấy nó không giống như mình nghĩ. Trong câu số 13, thưa quý vị, Ngài có nói như vậy là đây là một câu chuyện kể
lời thoại của Ngài rất là ngắn. Và trong câu chuyện kể này lại nhắc cho chúng ta về cái cách dạy học trò. Và cách dạy học trò của Ngài Chân Cha thì rất là trực tiếp. Cái chùa của Ngài và hầu hết các chùa thuộc Wat Pa thì thưa quý vị là gọi là Forest Monastery ở trong tiếng Anh, và chúng ta gọi là chùa rừng hay là Thiền Long Tự. Thì chùa rừng có nghĩa là cây cao bóng mát, và người ta làm những lối đi rất là sạch, được quét mỗi ngày. Nhưng mà thỉnh thoảng có những một vài cái cây nó gãy đổ, cái chuyện đó thường lắm, và Chư Tăng phải dọn dẹp đi. Thì có một lần Ngài cùng một người học trò đi ngang, thấy có một cái cây, một cái nhánh nó ngã đổ bên đường, và Ngài một đầu cây, người học trò đầu cây nhấc lên. Thì nhấc đầu cây lên, Ngài hỏi thế nặng không? Thì dĩ nhiên là nặng. Thầy trò nhấc rồi kéo đẩy qua một bên. Và Ngài cũng cái hoàn cảnh đó đi dạy học trò. Khi mà khúc cây, khúc gỗ đó quăng xuống một bên rồi, thì Ngài hỏi là bây giờ còn nặng không? Dĩ nhiên là buông nó ra thì không còn nặng. Thì đó là cách mà Ngài muốn nói rằng nhiều lúc đó, chúng ta bị nặng nề là do cái tâm không chịu buông xả. Một khi chúng ta buông xả thì thấy nó nhẹ lắm, và rất là nhẹ. Ở trong cuộc sống của chúng ta thì cũng vậy, thưa quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta, mình nên hiểu một điều rằng hầu hết những gì mà chúng ta làm đó, nó thường rơi vào trong một cái tình trạng là nặng nhẹ vui khổ, mà nhiều lúc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh hết, mà mình quên rằng chính là do cái tâm hay không buông của chúng ta. Khi mà mình đã chấp nhận buông xả rồi đó, thì mình thấy nó nhẹ thênh, nhẹ nhàng lắm. Tại mình vướng bận thôi. Chứ tôi nhớ có một lần nói chuyện với một ngài trưởng lão. Ngài nói rằng người đời họ có một câu nói giống như công bản thiền. Họ nói rằng có thì có xin lỗi, họ nói là có mở thì chợ vẫn đông, mà không mở thì chợ chẳng không bữa nào. Khi mình sống, nhiều khi mình quá nặng lòng với việc gì đó, mà mình nghĩ rằng mình rất là quan trọng. Không có mình chắc là thế giới này không xong, không có mình thì chắc là bầu trời sẽ sụp đổ xuống. Nhưng mà rồi thôi, khi mình không có mặt, mình chết đi thì cũng vậy thôi. Tại vì chúng ta lo quá, chúng ta nghĩ nhiều quá, mà mình nghĩ rằng không có mình thì thế giới này nó không phải như vậy. Mình nặng lòng, nhưng mà kỳ thật thì chúng ta không có quan trọng như vậy với cuộc đời này đâu, không có. Và do vậy một cái hình ảnh mà ngày dạy học trò trực tiếp, nhất không ngủ lên phải nặng không, rồi thì dĩ nhiên là cái câu đó mình nghe rất là bình thường. Mà hai người nhấc lên mà hỏi có nặng không thì vẫn bình thường. Nhưng mà sau khi mà quăng khúc gỗ xuống rồi đó, thì câu hỏi sau đó là bây giờ còn nặng không, thì câu đó không phải là câu hỏi thăm hỏi bình thường, mà đó là một lời giáo huấn. Hãy mình biết buông đó, thì nó nhẹ. Khi mình buông đi rất nhẹ. Và đó là câu mà chúng ta rất cần để học hỏi. Trong câu số 14, thành ra cái chuyện này chúng tôi có nghe, nhưng mà nó hơi khác hơn cái này một chút. Một người học trò ngã chân cha trong lúc cấm dây máy thâu băng ra khỏi ổ điện, sơ ý nắm vào chốt điện bị giật nên vội vàng bỏ dây ra. À, chân cha không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói: ồ, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? Thì câu chuyện mà chúng tôi nghe không phải là như vậy. Là thời đó người ta thâu băng, thưa quý vị, họ thâu bằng cái máy cassette. Và có người học trò lúc mà lấy cái máy cassette ra, rút điện ra khỏi đó, thì cái tay có nước hay sao đó, hay là thế nào đó mà chạm bị điện giật. Thì người này vẫy tay xuống,
buông cái gì đó ra, rồi sau đó là vị này không dám đụng tới cái máy nữa, mà lại sợ, là sợ bị điện giật. Tức là cái máy nó đã rút ra khỏi điện rồi, nhưng mà sau đó vị không dám đụng nữa, bởi vì mới bị giật hồi nãy mình sợ quá, nhờ vị khác đến lấy cái máy giùm đi. Thì ngài Sanh Sa ngài mới nói rằng, sao con có thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy? Dạ, ai dạy con đó? Thì khi nãy mình chạm vào vị sơ ý, không phải bao giờ mình cắm điện vào rút điện ra thì nó cũng bị giật hết. Nhưng mà khi nó giật như vậy đó, thì có nghĩa là cái cách mình cầm, mình nắm nó có vấn đề. Thì bây giờ mình trở lại mình coi cẩn thận. Dạ. Thì điều này có nghĩa là con người chúng ta trong sự tu tập, trong cái nhìn mà nó có những sự vấp ngã, nó có sự thất bại, thì chúng ta nên tìm hiểu trở lại lý do, nguyên nhân mình thất bại từ đâu. Chứ mình không nên là vì chỗ đó mà bỏ cuộc. Chúng tôi thấy về điểm này, người Tây Phương họ có một cái mà chúng ta cần rất là thán phục, đó là sự quyết tâm mạo hiểm để làm những việc gì đó. Khi mà chúng tôi sang Hoa Kỳ năm 80, thưa quý vị, thì đất nước Hoa Kỳ có một cái dẫn đầu thế giới về một cái lĩnh vực, đó là không gian. Người ta làm những cái phi thuyền gọi là shuttle, phi thuyền con thoi đó. Nó giống chiếc máy bay, có thể chở những cái vệ tinh, những dụng cụ ra ngoài tầng khí quyển. Rồi ở ngoài đó phóng vệ tinh ra, hay là chứa vệ tinh. Sau đó, cái phi thuyền con thoi đó, chiếc shuttle đó trở vào trong bầu khí quyển và trở về địa cầu. Do đó họ gọi là shuttle. Thì ở trong thời gian mà người ta vận hành phi thuyền shuttle trong suốt thời gian nhiều chục năm á, thì có hai trường hợp, một chiếc gọi là Challenger và một chiếc gọi là Columbia, nó bị một chiếc khi mà phóng lên, lần đầu tiên phóng lên và do một lý do mà bị nổ trên đường phóng lên, và một chiếc nữa đó thì trên đường trở về địa cầu và trên đường và bay ngang Texas mà tới sắp đám xuống Florida đó, thì chiếc này bị vỡ tung. Nhưng mà điều mà chúng ta rất là thán phục ở tại đây là khi mà một cái biến cố xảy ra, một chiếc máy bay bị nổ hay chiếc phi thuyền bị nổ đó, thì người ta tìm rất kỹ, là có những cái lần đầu tiên là khi mà đưa cái phóng cái phi thuyền Challenger lên trên hư không, thì có một cái mảng ở trong cái rocket nó bị vỡ và nó đập vào phi thuyền, và điều đó nó tạo nên một cái sự nổ tung phi thuyền trước khi mà vượt khỏi bầu khí quyển. Và thứ hai đó, thì người ta tìm thấy là những cái miếng ceramic, những miếng gốm đó, mà nó họ gọi là để các cách nhiệt nó bị tróc ra và khỏi phi thuyền Columbia, và do vậy đã tạo nên cái việc mà phi thuyền bị vỡ, bị cháy đi. Không có nghĩa là vì vậy mà họ ngưng cái đề án phi thuyền shuttle. Cuối cùng thì việc shuttle, cái đề án ngày hôm nay họ đã không còn tiếp tục nữa, bởi vì lý do là nó không có lợi về mặt kinh tế. Nhưng mà điều hay của họ là khi mọi việc xảy ra thì họ tìm rất kỹ, phải tìm cho được cái nguyên nhân, và khi nguyên nhân đã được khắc phục rồi thì họ tiếp tục. Nếu chúng ta làm việc gì mà chúng ta sợ đó thì chúng ta không làm được. Hầu hết những người tu tập đều bị một vấn đề này là gặp một vài thất bại rồi nản. Thí dụ như là người ta ngồi thiền, mình vô ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền mình thấy khó ngồi quá, thấy đau nhức phóng tâm là không ngồi thiền nữa. Mà hỏi ra thì ai ngồi thiền cũng đau nhức, cũng phóng tâm ban đầu. Nhưng mà vấn đề sau đó là chúng ta có chịu tiếp tục hay không. Thậm chí có nhiều người đến ở một cái thiền viện hay một ngôi chùa, bị la bị đầy chút đó, là cú gói đi về. Nhưng mà nó nghĩ cho kỹ, cái chuyện mình la bị đầy nó không phải là một cái lý do chính đáng để mà mình nản như vậy. Con người chúng ta sống trong một thời đại đôi khi mình được mơn trớn, được ru ngủ quá nhiều và được chiều chuộng quá nhiều. Người này chiều chuộng, hễ có một chút nào đó không hài lòng là bỏ cuộc.
thì ngài chuyên gia thì nói rằng nhiều khi mình bị rút dây điện mà ra khỏi rút cái máy ra khỏi mà bị chạm dây điện một chút thì sau đó bỏ không dám đụng tới cái máy nữa, thì cái đó không phải là cách dạy học trò của ngài. Ngài hỏi ai dạy con vậy? cái điều đó là điều mà tất cả chúng ta rất là cần để có thể ghi nhớ rằng những sự thất bại đó là một điều đương nhiên ở trong mọi trường hợp, kể cả cái chuyện tu tập, và chúng ta phải sẵn sàng để vượt qua cái sự khó khăn đó. Thứ vì trong câu số 15, câu này là kể một câu chuyện xảy ra. Câu chuyện này chúng tôi phải nói một cách chi tiết một chút, là vào năm 84 thì ngài sinh ra, ngài bắt đầu gửi một số các đệ tử như là Ajahn Sumitho, Ajahn Papakaro, Ajahn Anando sang bên Anh Quốc để lập chùa. Cái chùa đầu tiên ở Chishurst và sau đó ở chùa ở Amaravati. Thì khi mà lập những ngôi chùa như vậy, chúng ta biết nước Anh cũng giống như Mỹ là vào dịp cuối năm họ có cái lễ Noel tháng 12 cho đến Tết Dương lịch, thì có một khoảng thời gian trống, khoảng thời gian người ta nghỉ ngơi đoàn tụ với gia đình. Nhưng với người Anh thì thời gian này là thời gian họ rảnh rỗi, họ lại đi chùa, họ tập hợp với nhau. Thì nhân đó Ajahn Sumitho lại cho họ có tổ chức một cái chương trình, và chương trình này đại khái là họ có những cái sinh hoạt ở trong mùa Noel, nhưng mà sinh hoạt ở tại chùa. Thay vì mùa Noel người ta đi ra ngoài đi ăn uống hay là đi nghỉ hè hay là về thăm bà con vân vân, thì những người Phật tử mùa Noel họ đến cuối họ đến họ sinh hoạt ở tại chùa, gọi là sinh hoạt mùa Noel. Thì có một số Phật tử Thái Lan họ rất là kính ngài Chân Cha và họ rất là thương Chư Tăng, nhưng mà họ nghĩ rằng mình là nhà sư Phật giáo, là mình theo đạo Phật, thì mùa Noel mình nên đóng cửa chùa chứ không nên tổ chức những cái sinh hoạt trong cái mùa Noel như vậy. Mặc dù không phải là hát thánh ca, mặc dù không phải là cầu nguyện, mà chỉ đơn thuần là đến làm phước, và thậm chí là có những cái buổi sinh hoạt cho những người ở trong làng, họ đến để họ chia sẻ về đời sống tinh thần. Nhưng mà họ cũng dịu dị ứng. Thì ngài Chân Cha ngài có cái nhìn tương đối rất là rộng. Chúng ta nói là nhập gia tùy tục đó. Nhập gia tùy tục đó là thôi thì nhân sự tùng sự. Và cái mùa đó mùa ta nghỉ thì mình cứ dùng cái dịp đó để mà có những sinh hoạt. Thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thấy các chùa ở bên này đó, người ta tổ chức những cái ngày lễ tạ ơn Thanksgiving hay là ngày Noel. Thì chúng tôi thì không có tổ chức ở chùa như vậy, nhưng mà đối với các chùa mà tổ chức thì chúng tôi không có cái gì mà gọi là chống đối hay là phiền hà hết. Nếu mà người ta có thì giờ trong dịp đó họ đến chùa thì họ cũng sinh hoạt ở chùa cũng được, đâu có sao đâu. Đâu phải là họ sinh hoạt mà ngược lại với cái tín ngưỡng của mình, chỉ có họ tận dụng thời gian đó. Thì ngài Chân Cha ngài khuyên rằng là chúng ta nên chịu khó sinh hoạt vượt khỏi những cái câu nệ cách là cái thời gian đó là thời gian của đạo khác, mà tại sao mình lại có cái sinh hoạt ở trong chùa ở trong dịp này. Thưa quý vị, trong câu số 16 thì nó lại là một cái chuyện mà cũng có liên quan đến người Việt Nam chút, mặc dù trong này không có đề cập đến, là ngài Sinh Cha ngài có một số rất đông những đệ tử người Tây Phương, và họ là những người Anh, người Úc, người Mỹ, người Canada, vân vân vào tu tập. Và ngài thường gửi họ vào trong các rừng hành Đậu Đà. Thì bầu thập niên 80 nhé, nó có sự việc là rất là nhiều người tị nạn. Ở đây đề cập đến người tị nạn Lào và Campuchia, nhưng mà thật sự trong đó có người tị nạn Việt Nam nữa. Đến những cái trại như là Nong Khai hay là CQ ở bên biên giới Thái Lan với Lào,
Thái Lan với Campuchia để xin tị nạn. Và ở trong các trại tị nạn này đó, thì những cái nhà truyền giáo của Tin Lành, của Thiên Chúa giáo còn hoạt động rất là mạnh. Người ta chở vào trong đó nhiều cái thực phẩm cũng như quần áo cứu trợ, tập viết vân vân, kể cả những cái aerogram, tức là những cái giấy gửi thơ, những cái gì mà họ cho người tị nạn dùng đó. Và dĩ nhiên kèm theo đó là Kinh Thánh. Họ tổ chức những buổi gặp gỡ, họ giảng đạo và mời gọi người ta theo đạo. Thì một số các nhà sư Tây Phương thì họ rất là hiểu rõ cái sinh hoạt của những nhà truyền đạo Tin Lành Thiên Chúa giáo, bởi vì họ là người Tây Phương mà họ biết cách người Tây Phương làm việc. Thành ra khi mà họ nghe, họ biết những chuyện đó, họ lên trình bày với Ngài là họ cảm thấy rất là băn khoăn là bây giờ bản thân của họ là những nhà sư người Tây Phương, họ có thể động đó đi để xin những cái nguồn cứu trợ rồi vào trong đó để giúp đỡ cho người tị nạn được không? Thì thưa quý vị, cũng có trường hợp Ngài đồng ý, nhưng mà cái chủ trương của Ngài đó thì chưa đăng, quan trọng là sự tu tập. Quan trọng sự tu tập. Và Ngài thường nói một điều rằng cái chuyện mà làm từ thiện xã hội thì có rất là nhiều người làm. Rất là nhiều người làm chứ không ít. Nhưng mà cái chuyện mà một người mà chịu khó tu tập trở thành một vị tỳ kheo mà có tu có học là ít. Và người có thể nhìn thấy là cái thân tâm của mình là ít. Thật ra đối với Ngài thì Ngài không phủ nhận là cái công việc làm từ thiện xã hội. Nhưng mà trong cái nhìn riêng của Ngài thì một người tu thì cố gắng tập trung vào việc tu tập nhiều hơn. Bởi vì những công việc đó mình thấy vậy chứ rất nhiều người làm. Và nếu mà mình làm mà với cái mục đích để lôi kéo người ta theo đạo mình, hay là chỉ đơn thuần là giữ đạo thôi đó, thì nó cũng có một cái giá trị, nhưng mà nó không có bằng mình cố gắng mình tu tập. Thì chúng tôi cũng phải thưa rằng chúng ta là người Việt Nam và người tị nạn á, thì phải nói rằng ở các trại tị nạn đó, Phật giáo hoạt động rất là yếu. Thời gian đó Phật giáo hoạt động rất là yếu, mà các cái tổ chức Tin Lành và Thiên Chúa giáo còn hoạt động rất là nhiều. Và kết quả đó là sau một thời gian dài thì có một số người Việt Nam, người Lào, Campuchia theo Tin Lành và Thiên Chúa. Nhưng mà cũng phải nói một điều là trong thời gian nước Ngài Chân Cha đưa những người đệ tử mà đi làm những công việc đó, thì ngày hôm nay chúng có một số lượng chư tăng mà đang học Phật Pháp, tu hạ tộc, mà đang tích cực truyền bá ở tại các quốc gia như là bên Anh Quốc, bên Úc, bên Mỹ, v.v. Thì ở đây là một cái sự lựa chọn không có đơn giản. Nhưng mà riêng cái nhìn của Ngài Chân Cha, một vị sư đó, thì chư vị theo chư tăng đó nên chú trọng gìn giữ cái tinh hoa của Phật giáo và nên chú trọng về thực hành hơn là đua đòi chạy theo cái công việc từ thiện xã hội. Nói về điểm này thì cũng sẽ có nhiều người không đồng ý đâu, tại vì ngày nay cái hướng người ta ai cũng lăn ra để đi làm việc từ thiện xã hội hết đó. Chứ người ta cảm thấy rằng ngồi một chỗ lo tu tập thì không có được cái nỗi đình nỗi đám hay là sự ủng hộ của nhiều người. Những người mà lo đi cứu trợ thiện xã hội thì có vẻ là Phật tử ủng hộ nhiều hơn. Nhưng mà nói về đường dài, thưa quý vị, đường dài Phật Pháp tồn tại đó không phải là do những vị mà đi làm từ thiện xã hội đình đám đâu, mà chính là có những tăng ni chân tu thực học. Và nếu còn ngày nào còn có nhiều vị tu tốt, học tốt, tu tốt, thì ngày đó Phật giáo còn tồn tại. Và việc đó chúng ta phải tin như vậy. Và điều này thì rất là khó chia sẻ, bởi vì cái khuynh hướng của nhiều người rất là chú trọng về việc từ thiện xã hội. Nó là một cái đắc sách, nó là một cái phương tiện mà người Tây Phương, người Thiên Chúa giáo Tây Phương đã xâm nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng chúng ta tồn tại qua bao nhiêu thế hệ đó, thế kỷ đó, là sự tồn tại Phật giáo là chư tăng còn hiểu rõ kinh luật và còn có hành trì. Vì vậy Đức Phật luôn luôn nhắc rằng ngày nào đó mà còn có những người hành trì giáo pháp, hành trì bát chánh đạo, ngày đó còn có các bậc thánh. Và thật ra chúng ta cũng hiểu thêm là ngày nào mà chúng ta còn cố gắng học và hiểu lời Phật dạy
và đem ra áp dụng, thì ngày đó chúng ta còn giữ được cái tinh hoa của giáo pháp. Và nếu chúng ta đi làm việc xã hội mà chúng ta đánh mất cái tinh hoa giáo pháp đi thì điều đó cũng là điều đáng tiếc. Chứ tôi biết rằng ở trong cái thời lượng của một buổi nói chuyện như vậy không có dễ dàng để chúng ta có thể trình bày hết tất cả mọi vấn đề liên quan đến điểm này. Nhưng mà nó là một cái điểm mà tất cả chúng ta cần phải trăn trở, cần phải cân nhắc, chứ không đơn giản là thấy thiên hạ ai lo cái dựng từ thiện xã hội thì chúng ta cũng chạy theo hết. Và thứ gì thì ở trong câu số 17, câu này hơi mất thì giờ một chút, đó là khi mà Ngài Chân Cha Ngài bắt đầu nổi tiếng đối với người ngoại quốc, cho đến ngày hôm nay thì sách vở Ngài Chân Cha dùng rất nhiều thứ tiếng, và một số lớn những người Phật tử đến từ Đài Loan, từ Singapore, từ Hồng Kông, nói chung là từ các quốc gia Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Truyền đó, thì có đến học với Ngài. Và những người này rất là thưởng thức cách dạy trực tiếp cụ thể của Ngài và cách dạy về buông xả của Ngài. Và cũng có người đã đem kinh Bát Nhã đọc cho Ngài nghe và hỏi Ngài về cái quan điểm này. Thì thưa quý vị, cái đặc điểm Ngài Chân Cha đó là Ngài ít có chú trọng về cái hình thức ở bên ngoài, ít chú trọng về quan điểm tông phái, mà Ngài chú trọng về cái giá trị và giá trị giá trị thực sự. Thì khi mà nghe đọc Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Năm Bát Nhã Ba La Mật Đa thường chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử sắc, bất dị không không, bất dị sắc, thọ tưởng, hình thức diệt phục như thị, vân vân. Thì khi các vị đọc, các vị cũng trình bày với Ngài, thì ở đây Ngài có hai cái ý kiến. Dạ, Ngài có hai ý kiến. Một á, là ở trong cái đạo đạo lý chân thực thì quả thực là nó vượt ngoài những cái quy ước của thế gian về ngôn ngữ. Và chuyện đó thì ngài có nhận, ngài có nhìn nhận việc đó, tức là những gì mà chúng ta nói về cao thấp, về đúng sai, lớn nhỏ, phải quấy, đôi khi không thể áp dụng trong cái đạo lý chân thực được. Nhưng một mặt khác thì Ngài nói rằng Đức Phật Ngài giảng dạy đạo lý này cũng mượn cái ngôn ngữ của thế gian. Nếu mà chúng ta phủ nhận hết và mà chúng ta lấy nó giống như chúng ta phủ nhận hết lại rơi vào cực đoan. Ở đây không có nghĩa là cái ngôn ngữ của thế gian không có giá trị, mà ở đây điều mà được đề cập đến là chúng ta hiểu cái gì cái quy ước trong cái mặt ước, trong giá trị của mặt ước, cái ngôn ngữ thường thức, trong giá trị ngôn ngữ thường thức, và không nên dùng cái tuyệt đối để phủ nhận tất cả, hay là dùng cái quy ước bình thường để phủ nhận tất cả. Đôi khi chúng ta tu tập thì chúng ta hay lấy một cái gì đó mà chúng ta phủ nhận hết. Trường hợp này chúng ta nghe rất là nhiều, ví dụ như là trong nền Phật giáo Trung Hoa và Nhật Bản có Thiền Tông chẳng hạn, thì một phần nào đó của Thiền Tông và Phật giáo Nam truyền cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều điều. Nhưng mà đôi khi Thiền Tông lại có một cái cách mà chúng ta gọi là đốn giáo. Đốn giáo tức là một cái sự phủ nhận, phá vỡ tất cả. Thì cái mà chúng ta thường nghe trong cái thiền ngữ được gọi là đối trị tất đàn. Đối trị tất đàn mà chúng ta nói một cách nghĩa là đập vỡ tất cả đó. Thì cái cách nói đó không có ở trong kinh điển Pali. Kinh điển Pali nhận rằng có những thứ vượt ngoài ngôn ngữ, nhưng mà cái ngôn ngữ thường thức nó gọi là tục đế, và ngôn ngữ của chữ đó là chân đế. Thì cái tục đế là sự thật của thế tình và sự thật của thường thức đó. Thì cái sự thật đó nó cũng có giá trị của sự thật thường thức. Và đây là cái ý kiến của Ngài. Thật ra thì câu chuyện này nó không có đơn giản chút nào hết. Chúng ta phải rất là đặc biệt cẩn thận. Thì thưa quý vị, hôm nay vẫn còn có nhiều câu hỏi
Nhưng mà chúng tôi nhiều câu có nói cũng còn ba câu khác của ngài, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là đã hết giờ, chúng tôi để ý này là chương trình ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói về những câu này. Bây giờ thì chúng ta hãy bước qua đoạn tiếp theo. Đó là chúng ta thỉnh Đại Đức Từ Tri, Sư Nguyên Thông và Sư Cô Tự Duyên tụng cho ba biến kinh Ratana Sutta, hai vị tụng bằng tiếng Phạn và một vị tụng bằng bản tiếng Việt. Hôm nay hình như có quý vị nào thấy có, quý vị có thấy cô Tự Duyên vào không? Hôm nay có cô Tự Duyên không quý vị? Dạ không có cô Tự Duyên. Có biết quý Phật tử có vị nào đọc cho bản kinh tiếng Việt được không? Hôm nay không có cô Tự Duyên, có vị nào đọc cho bản tiếng Việt không? Dạ thôi thì chắc thỉnh dạ có một cô Duyên 319, dạ được, dạ được rồi, lát thỉnh vị đó. Thứ nhất thỉnh Đại Đức Tự Tri Quan Hỷ đọc cho bản tiếng Phạn, và sau đó Đại Đức Nguyên Thông cũng đọc cho bản tiếng Phạn, và tiếp đến là mời cô Duyên 319 tụng cho bản tiếng Việt. Dạ, con kính đảnh lễ Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng, xin phép đọc bài kinh Ratana Sutta. Panithana tu patha yatatha gata sadasa baramiyo daso paparamiyo dasa baramatha paramiyo bhaincha maha parichage teso chariya pachima fawe wak Kan ting cha ting apinika manang batana chariyang bhoti ban lan ke mara wichayang sapang yutang yanap bati we tang na waloko taratham me tisabe bime putagune awa chitwa we saliyati supakaran tade sutiya marating Baritang karanto ayasma ananda thero uyakaruna chitang upatabe toa koti sata sahase suchaka wale sudekwata yasa nam batigan hanti yang chawesa riyam pure roga manu saduk fika samputan tiwitang payang Kipamantara thabe siparitantang panamahe Yanithakuta nisamagata nipumma niwaya niwantalikhe Sape waputa sumana pavanto atho visakatya sunantu pasitang Tasmahi puta nisameta sape metamanusiya pacha Yadi wachara to jaharanti ye paling tasma hine rakata apmata Yang kinchi witang itawa hurang wasake suwa yang ratanang panitang Nano samang ati tathagate naidam bibuthe ratanang panitang Ete nasatye nasuwati ho tukhayang viragang amatang panitang Yada chaga sakya muni samahito nate na thamme na samati kinchi idam bithamme Gatanang panitang ete nasatye nasuwati ho tuyam buddhasayato pariwana yisu ching Samadhi-manantari-kanyamahu samadhi-nate-na-samo-na-vichyati-dambi-thamme Ratanang-vanitang-ete-na-satye-na-suvati-ho-tu-ye-pukkala Atta-satang-vasatha-chata-ri-etani-yugani-hantite Dakhinai-yasugata-sasa-vaka-ete-sudinnani-mahapala Nidam bisankhe ratanang panitang ete nasache nasuvati hotu yeso payota Manasadanhe nanikamino votamasasanam hite
ba ti ba ta ma tang quy gây hà la tha mu tha ni pu tinh pun cha ma na y đam vi sang khê ra ta năng ba ni tang e te na sa che na su wa thi ho tu ya thiên đa khi lô ba tha quyền si to si ya cha to phi qua te pi asam ba cam bi yo ta tu ba mang so puri sang qua đa mi yo Ariya sacha niya wecha basati dambi sanghe ratanang panitang Ete na sacha na suwati ho tuye Ariya sacha ni vipakwa yanti rampi rapanye Na sude sita ni kincha bitte hontu pusapa mata Na te pawang atama madi yanti dambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati ho tu saha wa sada sana sampada Yataya su dhamma chahita pavanti saka Yaditi vichiki chitang cha sila patang Vabiyada thikin chi chatu habaye Chawepa muoto Chachapithana kviya phappo katum Hidambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati ho tu kincha biso kammang karo tu babakang Kaye na vacha yuda cheta sa vapapho so ta sapate chada Yapapata di sapada savota hidambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati ho tu vanapagumbe yathapu sitake Imha namase patamas mingim he tatubamang thamma warang Adesa yinipanaga ming paramang hita Hidam vipute ratanang panitang Ete nasache nasuvati hotu varo warang yu varado varaharu Anuttaro thammarang Adesa yidam vipute ratanang panitang Ete nasache Chê na su hoa thi hô tu khi năng phu ra năng na văng na thi sâm phá văng Vì ra ta chi ta ya ti kê phá hoa sminh Thế khi na bi cha a vi run hi chan da Nip ban thi thi ra ya tha yam ba di bu y đam bi sang khê Ra ta năng ba ni tăng Ê tê na sa chê na su hoa thi hô tu ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta Nipumma niwaya niwantalikhe tathagatang dewa manu sapuchitang Buathang namasa masuvati hotu yani taputani samagata Nipumma niwaya niwantalikhe tathagatang dewa manu sapuchitang Thammang namasa masuvati hotu yani taputani samagata Nipumma niwaya niwantalikhe Tathagatang dewa manu sapuchitang Sangkang namasa masuvati hotu Dạ, con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Tiếp theo xin kính chư thầy sư liên thông cái phần phần ngữ. Dạ, kính cảm ơn con đọc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đều nguyện thông. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp và đảnh lễ chư tăng. Con xin được tụng kinh bài Ratana Sutta tên Pali. Panitha nato patha yatatha gata sadasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa paramattha paramiyo pañcamaha pariccage ti so cariya pacchima pavega pavakantin Chatin afini kamanang patta na chariyang bodhipalan ke maravichayang sabban yutanyana pativetang navalo kutarathamme tisabbe pime buddhagune ava chitwa vesa liyati supakarang tere sutiya maratin pariktang karanto ajasma anang detheyo virayakun Nhà chỉ yết tăng ụ ba thà bệ toa cô chỉ sa ta sa ha se su chát ca ba lê su đê và ta giả sa năng pa ti găng hành ti văn cha vệ sa li văn pu rê rô ga Mano sa du phi sam phu tăng ti vi thăng pha văn khi ba măng ta ra thà bê si pa ri tăng tăng Pha na ma he ya ni tha phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sa bê
Bhavata sumana pavang tu atho bisakat chasunang tu pha si tang tasma hi phu ta ni sameta sabbe me tang karo tama nu siya pa cha di va charato chaharang ti ye balin tasma hi ne rang ka pamata yang kiên chi vi tăng y tha va hu rang va sát ghe su va yang ratanang pa ni tăng nano samang Ati tata gate na idam bi buddha ratanang pani tang e te na sakche na suva thi ho tu khayang viragang amatang pani tang yada chaga sak yamuni samahito na te na thamme na samathi kinchi idam bi dhamme ratanang pani tang e te na sakche na suva thi ho tu yang buddha se to parivan na yi su chin samadhi manam tarikan yama Usama thina te na samo na vi cha ti dam bi dam me ratanang pani tang e te na sak che na su va tho tu ye pu ga la at tha sa tang pa sa ta cha ta di e ta ni yu ga ni hon ti te da ki ne ya su ga ta sa sa va ka e te su di na ni ma ha pa la ni i dam bi sang khe Ratanang pani tang ne te na sak che na su va thi ho tu ye su pa yu ta manasa dan he na ni ka mi no go to ma sa sa nam hi te pa ti ma ta ava tang vi ge ha la da mu da ni pu tiên phun cha ma na i dam bi sang khe ratanang pani tang ne te na sak che na su va thi ho tu ya thiên đã khi lo pa ta vin si to si ya cha tu pi va te Vì sâm bà cầm bí dô tà thu bà măng su bà vi sân bà đà mi dô a ri cha sắc cha ni a vẹ cha bà sa ti y đàm bí sân ghê Sa ra tăng bà ti đăng nệ tê na sắc chê na su va thi tù dê a ri cha sắc cha ni vi pha và văn thi gặm phi ra bánh nhê na su đê si ta ni kinh cha Vì tê hôn thi phu sạc bà mạ ta na tê phá văn a thư mạ ma di văn thi y đàm bí sân ghê Ratanang pani tang e te na sak che na su va thi ho tu sa ha va sa da sa na sam pa da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa vang te sak ka ya di thi vi chi ki chi tang cha si la pa tang va bi ya da thi ki chi cha tu ha pam je hi cha vi pa mu tu cha cha phi tha nam ni a pa ba ka tum Y đàm bi sang khê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô thi kiến cha bi sô cam măng ca rô ti pa pa căng ca dê na va cha dù đá chê ta sa va a pha bồ sô ta sa pa ti cha đa dạ pha ba ta đi ta pa đa sa vô ta y đàm bi sang khê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu va na pa gum bê giá tha phu si tạc ghê ghim ha na ma se pa tha ma smin ghin he ta thu pa măng tham ma va răng a đê sa di nip ba na ga min pa ra măng hi ta ya y đam bê bu đê he ra năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu va ro va ra Anyu varado varaharo anutaro Thamma varam adesa jidipa na buddhe Ratanang panitang eite na sakche na suva thi ho Tu khi nang puranang na vang na thi sampavang Virata chita yatike pavatmin Te khi na picha avirun hi chang da nibang Thin thi ra yata yang padibo idam bisanghe Ratanang pani tang e te na sak che na su va thi ho tu ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tang de va manu sa bu chi tang bu da hang na ma sa ma su va thi ho tu ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tang de va manu sa bu chi tang da ham mang na ma sa ma su va thi ho tu ya ni tha phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tang de va manu sa bu chi tang sang kha hang na ma sa ma su va thi ho tu Vì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con vừa đọc xong bài kinh Ratana Sutta bằng tiếng Pali. Xin chân thành tri ân chư vị đại lão Ca Na chúng ta nghe, con xin
mời cô Duyên. Xin mời cô. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin được đọc Linh Bảo Kinh. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, mong rằng chúng thiên nhân phát sinh tâm hoan hỷ, đem hết lòng thành kính lắng nghe lời Phật dạy. Hãy chú tâm suy niệm, khởi lên lòng từ mẫn đối với những người nào ban ngày và ban đêm thường bố thí cúng dường. Hãy phát tâm ân cần hộ trì những người ấy, phàm những tài sản gì đời này hay đời sau, hoặc châu báu thù diệu hiện hữu trên thiên giới, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc, ly dục diệt phiền não, pháp bất tử thù diệu. Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy chính chánh pháp là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi được bậc thiện tán thán, đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường bố thí, các vị ấy được kết quả vô lượng. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Các vị lòng thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy Gotama, chứng đạt được quả vị thể nhập đạo bất tử, liễu ngộ được dễ dàng, an hưởng sự tịch tịnh. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo y tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế, cũng tự tại bất động trước tán pháp thế gian. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hờn thấu triệt lý thánh đế, mà đức thiên nhân sư có trí tuệ thẩm thâm, đã thuyết dạy toàn thiện. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Nhờ viên mãn chánh trí, đoạn trừ ba kiết sử là thân kiến hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, các ngài không còn tạo xấu bất thiện trong nghiệp. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hờn dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý, cũng không hề khuất lấp, được xứng danh thuần thiện bậc liễu ngộ niết bàn. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình, ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên. Với tâm tư nhàm chán trong sanh hữu tương lai, các tận tham muốn đã diệt trừ, bậc trí chứng niết bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ Đức Phật thị hiện độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với hạnh lành này mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chánh pháp đạo chuyển mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với hạnh lành này mọi loài được hạnh phúc.
Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng, tiếp Phật độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với hạnh lành này mọi loài được hạnh phúc. Dạ, Nam Mô Bức Thầy, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin xuống mic, con cảm ơn. Dạ, xin kính chân đại đức từ trì Sư Nguyên Thông và của Duyên với phần tụng kinh vừa rồi. Thứ vị nghỉ hôm nay được xem là một ngày mà con số người bị lây nhiễm và chết cao nhất ở trên thế giới trong suốt 3 tháng vừa qua. Hiện nay thì trước những nỗ lực để trở lại cuộc sống bình thường, người ta lại nhắc đến yếu tố tinh thần. Ở trong yếu tố tinh thần thì dĩ nhiên người ta nói đến cầu nguyện. Và sự cầu nguyện trong Phật giáo thì nó có khác hơn là sự cầu nguyện của các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì được xem là thần ngã, tức là cột đấng ban phúc tha tội. Và do vậy sự cầu nguyện là hướng về cái đấng quyền năng siêu nhiên cao cả đó. Nhưng mà riêng trong Phật Pháp thì những cái năng lực hộ trì hay là những phước lành đến từ thiện tâm, thiện hạnh. Và thiện tâm, thiện hạnh đó được huân tập bởi nhiều lý do khác nhau. Nếu ví dụ là một người mà tụng kinh, như tụng kinh mà nghĩ riêng bản thân của mình thì lại không có phước nhiều bằng mình tụng kinh và cầu nguyện với lòng từ, mong an lành cho chúng sanh khác. Ở đây thực ra cũng rất là khó so sánh. Nhưng mà nếu trong trường hợp mình tụng kinh, mình có thể có được cả 10 cái phước hạnh, thì việc tụng kinh nó sẽ trở thành một cái nguồn sanh phước. Cái phước hạnh đầu tiên, cái nguồn công đức đầu tiên gọi là sự ban bố hay là bố thí. Đúng là chữ đa ná ở trong đạo Phật thì không phải chỉ cho người nghèo hay là cho những người thấp, mà còn có cái việc cúng dường. Do đó khi mình năng đến của lễ tụng kinh, đó cũng là một sự cúng dường. Thì sự cúng dường đó cũng là một việc làm của đa ná. Điều thứ hai, cái nguồn sanh phước là sự trì giới. Nếu một người trong việc tu tập mà phát nguyện thọ trì ngũ giới hay thọ trì bát quan trai giới, hoặc giả là sinh thọ giới ở trong khi tụng kinh đó thì gọi trì giới, thiền định hay là tu tiến được kể ở tại đây. Trong lúc mà chúng ta tụng kinh, chúng ta có phần khuôn tu tâm từ, tâm bi, thì cái đó cũng là một cách thiền định. Hay là chúng ta niệm về sự chết, hay là chúng ta niệm hơi thở. Ở nhiều quốc gia Phật giáo đó thì trước khi tụng kinh hay sau khi tụng kinh thường có những buổi thiền tập, thì đó cũng là một cái nguồn sanh phước. Cung kính và phục vụ. Cung kính ở đây tức là cái việc tụng kinh bằng cái tâm chân thành, lễ bái đối với những giá trị cao cả như của Phật, của Pháp, của Tăng. Ở tại các quốc gia Phật giáo, những người Phật tử khi mà tụng kinh thì thông thường chuẩn bị rất là nhiều thứ cúng dường đã đành rồi, nhưng mà trong cái cung cách lễ bái nhẹ nhàng, nghiêm trang, thì sự nghiêm trang nó cũng kể một phần. Phục vụ là mình tụng kinh để phục vụ cho chúng sanh, cho ai đó. Ví dụ như là thông thường có một người bị bệnh và mình nghe được, hay là mình nghe nhiều người bị tai nạn và mình tụng kinh, mình hướng nguyện công đức đến
thì cái đó cũng là một cách phục vụ. Ngoài cái bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ thì năm cái phước hạnh còn lại đó nó có cái cách là riêng bản thân của mình, đó là thuyết pháp và thính pháp. Thuyết pháp ở đây tức là mình nói lên những cái lời dạy của pháp bảo, mình nói lời dạy pháp bảo hay là mình tụng những lời Phật dạy, cái đó là thuyết pháp. Như trường học chúng ta tụng kinh hạnh phúc hay tụng kinh từ bi hay tụng kinh châu báu, cái đó cũng là thuyết pháp. Và thính pháp, nếu mà mình đọc cho mình nghe, đại chúng tụng mà lắng tâm nghe, lắng tâm suy nghiệm, cái đó cũng là thính pháp. Tùy hỷ phước, tùy hỷ phước là mình vui theo cái phước lành của người khác. Ai mà làm được phước lành thì mình hoan hỷ. Và thường thường người ta nói lời hoan hỷ bằng lời sa thú lành thay, thiện thay. Con người mình mà thấy người khác làm chuyện phước thịnh thiện đó, mình hoan hỷ đó, sa thú lành thay, thì đó là một cái việc rất là tốt. Dạ, điều rất là tốt để nói sự tùy hỷ. Có người cả đời không vừa hoan hỷ với người khác hết. Chúng ta tập sống hoan hỷ với cái phước hạnh người khác làm. Rồi không phải chỉ có tùy hỷ phước mà còn hồi hướng phước. Dạ, mình làm được phước làm gì đó nên hồi hướng cho thân bằng quá vãng, cho chư thiên, cho những người còn cả mất, và cho tất cả pháp giới hữu tình. Sau cùng là cải thiện cái tri kiến chân chánh. Thí dụ mình nghe pháp nhưng mà mình có cái độc tâm là mình nghe pháp để mình thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi cái tri kiến của mình. Thì trong 10 cái phước hạnh này đó là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, và cải thiện cái kiến thức của mình. Thì cho được chân chánh đó thì cả 10 nó đều là những cái nguồn công đức hết. Và do có nguồn công đức này mình tạo phước, tạo phước để hộ trì. Do vậy khi mà chúng ta dùng cái chữ cầu nguyện á, thì sự cầu nguyện ở các tôn giáo khác khác với Phật giáo lắm. Ở các tôn giáo khác là hướng về một cái đấng quyền năng siêu nhiên để mà cầu xin cái gì đó. Người Phật tử thì không có cầu xin như vậy, mà người Phật tử là an trú tâm của mình ở trong thiền pháp và thể hiện những cái phước hạnh qua những cái những nguồn sanh phước đó. Và từ đó thì chúng ta nghĩ tưởng đến cái ân lành tam bảo, nghĩ đến cái phước báo và nghĩ đến sự an lạc muôn loài chúng sinh. Bây giờ thì quý vị, phần sau cùng chúng tôi xin thưa rằng ngày hôm nay là ngày mà trên thế giới mà cái con số người bị lây nhiễm là tăng bọt cao nhất ở trong thời gian qua, và cũng là ngày mà một số lớn các quốc gia đang mở cửa trở lại. Và cái sự lây nhiễm một phần là do chúng ta quá chú trọng cái này mà chúng ta quên hẳn cái kia. Lấy ví dụ là chúng ta có thể bị một cái ảo giác là mình có mang khẩu trang là mình an toàn. Kỳ thực có một thứ khác mà rất dễ bị lây nhiễm, đó là những cái đụng chạm của chúng ta bằng tay đối với những cái vật, như là mình đi vào siêu thị, mình bóc món này lên mình coi, bóc món kia lên coi, mình cầm cái này cầm cái kia. Thì những người mà đã nói mà không mang khẩu trang, hay là đã hắt xì mà cái họ bản thân họ bị lây nhiễm, và những hạt nước li ti á, nó rơi trúng vào những cái vật mà chúng ta đụng vào, thì cái virus nó vẫn còn sống ở tại đó. Và do vậy người ta khuyên là cho dù chúng ta có mang khẩu trang đi nữa, nhưng mà chúng ta nên thường rửa tay. Và nếu chưa rửa tay thì khoan dùng hai bàn tay đó đụng vào mặt mũi của mình. Cái bàn tay của chúng ta trong thời kỳ dịch bệnh nó không phải là bàn tay ngà ngọc, mà bàn tay đó là bàn tay dễ lây nhiễm, dễ tạo ra sự lây nhiễm. Do vậy chúng ta nên thường xuyên rửa tay của mình. Và ngày nay thì mình thấy rằng người ta mang khẩu trang, mang những cái tấm che mặt, và ở các nơi thì họ có những cái tấm chắn, những tấm chắn như là những quán ăn hay là những cái chữa trị, họ có những cái tấm chắn bằng plastic. Mình không biết là người ta
người vô người ra, người ta khử khuẩn, tức là họ lau chùi bao nhiêu thì chúng ta không biết. Nhưng mà lấy ví dụ như một người trước đó vào trong đó, một người đó bản thân của họ là một người đã bị lây rồi, bây giờ họ vào đó họ nói chuyện, họ ăn uống không mang khẩu trang, thì chắc chắn rằng những con vi trùng nó đang bám vào trong plastic đó. Chúng ta vào, chúng ta đụng mặt bàn, đụng vào thực đơn, đụng vào này kia, rồi đụng xong rồi có thể đụng vào mũi chúng ta, chỉ có thể bị lây nhiễm. Ở trong thời kỳ bệnh dịch thì chúng ta không nên nghĩ rằng những điều đó là những điều hâm dọa hay làm cho chúng ta sợ, mà đó là những gì mà các nhà khoa học họ nghiên cứu và họ giải thích để chúng ta cẩn thận. Khẩu trang giúp cho chúng ta nhiều, nhưng mà đừng tin hết vào khẩu trang. Hãy cẩn thận với đôi bàn tay của mình, và bàn tay đó nên được rửa sạch trước khi chạm vào mắt, mũi, miệng. Thì đó là vài điều xin được chia sẻ nhân cái phần cuối cùng hôm nay. Xin được kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư tăng và quý Phật tử đã vào Rung để góp phần cho chương trình tu học. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nhớ cẩn thận, mặc dù đã mở cửa nhưng dịch bệnh của còn đây đang lây lan, và đang lây lan rất mạnh hiện nay. Bảo vệ cho mình, bảo vệ cho người thân của mình, và một cách đóng góp vào cái việc ngăn chặn sự lây nhiễm của COVID-19. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Thì đang bị sang kê ra tà năng bà đi
tăng ê tê na sa chê na su va ti ho ha ha va sa da sa na sam ba da ya ta ya su ham ma cha ni ta ya vang ti sa ka ya đê ti vi chi ki ta nung ta si a pa tăng va bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa mu ka tung hi đâm vi sang kê ra ta năng phát ni tăng hệ tê na sát chê na sô vá tì hô tu kinh cha bi sô căm măng ca rô tì ba ba căng ca dê na vá cha tê ta sa vá a phá bô sô ta sa ba tê cha đa dạ a phá ba ta đê ta ba sa sa vô ta y đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sát chê na sô vá thì hô tu và na pha gum bê ya ta phu si tăng ghe ghim ha na ma se ta tam ma ning ghim he ta thu ba mang tham ba qua răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra mang hi ta ya y đam ni bu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa thì hô tu và ro và răng nhô và ra đô và ra sa di đăng bi bồ thê ra ta năng ba ni tăng hệ tê la sát chê na su va ti hô tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam ta quan hi ra ta chê ta ya ti kê pha quát min tê khi na bi cha vi guru na da ni ban ta thi ra ya tha yam ba di bồ y đăng bi sang ra ta năng ba ni tăng ê tê na sát chê na su va ti hô tu gia ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni hoa cha ni hoa âm ta li kê ta tha ga tăng bê hoa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su va ti hô tu gia ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni hoa cha ni hoa âm ta li kê ta tha ga tăng bê hoa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su va ti hô tu gia ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni hoa cha ni hoa âm ta li kê ta tha ga tăng bê hoa ma nu sa bu chi tăng sang căng na ma sa ma su va ti hô tu